Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phát hiện ra được ba con robot yêu quái xuất hiện trong làng Hero Team ở bên kia rồi. Kỳ này chúng ta sẽ tiêu diệt bọn nó. Quên nữa, mình phải chào bạn fan đã chứ. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Bộ Ma Bá Đạo phiên bản siêu nhân. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Thì nếu như các bạn nào mà muốn bọn mình làm tiếp tục cái series gọi là bộ ba siêu nhân này á, thì anh em đừng quên là hãy để cho video này đạt lên được 10.000 like anh em. Nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ tiếp tục ra video mới cho anh em xem nha. Đó, và anh em cũng đừng quên nè, là khi mà anh em đang xem video á mà nó có hiện lên quảng cáo á, thì nhớ bấm vào trong quảng cáo để giúp cho mình có thêm thu nhập, để cho siêu nhân có tiền ăn cơm nha các bạn. Siêu nhân cũng cần ăn cơm để sống nha các bạn. Ok rồi, ok rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào các bạn ơi. À mà quên nữa, hồi nãy mới đầu vào video các bạn có thấy mình nói gì không? Đây các bạn coi nè, phía trước mặt chúng ta hiện tại nó đang có gọi là ba con robot các bạn ơi. Đây, một con ở đây nè, con ở bên kia với con ở bên đây. Đó, đây chính là ba con robot, mình không biết từ đâu nó đến đây các bạn ơi, nhìn rất là lạ luôn. Nhưng mà nó xuất hiện trong làng Hero Team, và mình nghe nói con robot này nó đang gây ồn ào cho mọi người xung quanh. Cho nên bọn mình quyết định đến đây để điều tra thử xem mấy con robot này là cái gì. À quên nữa, trước khi lại bọn nó điều tra thì mình cần phải biến hành siêu nhân để cho an toàn bạn ơi. Chứ không thôi mình đang mặc cái bộ đồ bình thường mà mình lại gần nó, lỡ đâu nó có vũ khí hay gì nó quýnh mình là mình chết sao, đúng không? Ok. À, bộ ba siêu nhân tập hợp, chuẩn bị biến hành siêu nhân. Hay cha. Ta-da! Đó mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Bọn mình đã biến hành siêu nhân rồi nè. Thấy bộ giáp của bọn mình ngầu chưa? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lại gần mấy con robot để điều tra thử coi mấy con đó là con robot đến từ đâu nha. Mình không biết bọn nó ở đâu xuất hiện trong làng Hero Team. Nhưng mà những vật thể lạ như thế này chúng ta cần phải điều tra bạn ơi. Ok. Anh em siêu nhân lại đây nào. Ấy! Ấy à! Ôi, con robot tấn công mình các bạn ơi. Ấy à, nó đốt mình các bạn ơi. Ủa phải không ta? Hay là do mình lộn ta? Ơ dịch đây, anh đâu rồi? Em nói nè, anh thử lại gần con robot coi nó có làm gì anh không? Hình như nãy nó mới tấn công em hay sao á. Anh lại gần nó thử coi. Trời ơi, đàn ông gì mà yếu đuối, nhìn nè. Đẹp trai nhất làng, siêu nhân già. Hello! Trời, nó bắn dịch kìa. Nó bắn dịch kìa bạn ơi. Nó đang chạy mông rồi thôi. Nó bắn ra dịch cháy mông luôn bạn ơi. Trời ơi bạn ơi. À, thì ra đây chính là những con robot muốn khiêu chiến với anh em siêu nhân bọn mình. Ok, ok. Tụi mày sai lầm rồi. Hả? Em không biết nữa. Em nhìn mấy con robot này nhìn rất là lạ luôn, em chưa thấy bao giờ. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như chúng ta mà có được những con robot này thì biệt đội siêu nhân chúng ta sẽ rất là mạnh. Cho nên em nghĩ rằng chúng ta hãy thu thập bọn nó đi anh. Tiêu diệt bọn nó và lấy bọn nó về. Tìm cách để thu phục đúng không? Đúng rồi, thu phục bọn nó, đúng rồi. Đó, ok. Rồi, và anh em siêu nhân tiến lên, nhào lên em, nhào lên. Yeah, đúng rồi. Ây à, nó đốt lửa em thêm lần nữa nè. Ây à, mày ơi. Mày. Ây à. Ây à. Rồi xong anh em mình chết hết luôn vậy đây. Chạy về đây. Rồi xong ba đứa chết luôn, chạy về căn cứ. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con robot này nó hung dữ quá bạn ơi. Mới vừa gọi là nhào vô đánh nó có mấy cái thôi mà nó bắn một mình chết queo luôn. Ôi, hình như mấy con robot này á, nó đang cài đặt một cái thiết bị gì đó mà nó không cho Hero Team bọn mình lại gần anh em ơi. Nó không cho ba đứa mình lại gần nó, cứ lại gần nó là nó bắn chết tụi mình nè. Ok, bây giờ trong đây nè, có anh Dịch nè. Anh Dịch chính là siêu nhân vàng, siêu có tốc độ cực kỳ nhanh. Cho nên là Dịch hãy thử gọi là chạy lại chỗ nó để tấn công nó thử coi. Em nghĩ rằng Dịch là người chạy nhanh nhất rồi đó. Lại đi anh. À ok. Vậy thì anh sẽ sử dụng siêu nhân vàng, siêu nhân tốc độ. Né anh, né. Né đạn, anh phải né đạn. Sao anh chạy thẳng vậy? Anh phải vừa chạy vừa né tấn công phải không? Đúng rồi. Né đạn. Đúng rồi, né đi anh. Hay quá, né anh. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi. Trời ơi bạn ơi. Ơi, anh Dịch cũng không đánh lại bọn nó luôn bạn ơi. Chết rồi. Về đây anh. Chạy lại đây. Trời ơi mấy bạn ơi. Anh Dịch là người nhanh nhất team, anh Dịch còn gọi là không né được đạn của bọn nó nữa. Thôi toang rồi, kỳ này là không thể nào mà lại gần bọn nó tấn công được rồi. Nhưng mà bây giờ bộ ba siêu nhân bọn mình á thì chỉ có thể gọi là quýnh bằng tay thôi. Tại vì bọn mình chưa có vũ khí, làm sao có thể lại gần nó được. Vậy đây, với một cái con yêu quái tầm xa như thế này thì bọn mình phải sử dụng đến vũ khí gì để giết nó đây. À, hôm qua anh búng động bóng tôm là để anh đang xì hơi cái nó thúi quắc chết. Tào lao, nó là robot, nó không có thở đâu mà anh xì hơi. Anh xì hơi nó cũng không có nghe được gì đâu. Ủa nhưng mà em nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải cần sử dụng đến gọi là súng anh ơi. Đứng tấn công từ xa chỉ có thể sử dụng súng thôi. Vấn đề là chỗ bây giờ mình móc đâu ra súng?
Hay, đúng rồi, vấn đề bây giờ là súng ở đâu ra mà có đây ta? Bởi vì bây giờ bọn mình chỉ mới có đồng hồ siêu nhân thôi, chứ chưa có súng. Làm cách nào để có súng đây ta? À, đúng rồi. À, em nhớ rồi đây, em có một cái căn cứ bí mật ở bên dưới lòng đất. Bây giờ anh em mình về đó đi, em sẽ chế tạo cho mỗi người một cây súng thật là mạnh để chúng ta tấn công mấy con yêu quái này, chịu không? Chơi luôn. Em, ok. Để chúng nào mà bắn cái chết luôn á. Đi. Mấy con này nó bằng sắt cho nên em nghĩ rằng em sẽ chế một khẩu súng thật là mạnh có thể bắn thủng luôn cả mấy cái sắt thép của bọn nó luôn. Ok anh em, về căn cứ. Mấy con này mạnh quá, đánh không lại rồi. Về. Vô nhà em. Căn cứ ở trong nhà em nè. Vô đây mọi người. Vô đây. Đó. Chú này. Vậy đâu rồi? Căn cứ mất dây vậy? Vậy? Căn cứ. Em nhìn anh à, siêu nhân vàng đó. Vàng mà màu hoàng kim quý phái sang trọng này giờ em bắt anh chui xuống dưới toilet cái gì vàng? Trời ơi anh ơi, em xây căn cứ bí mật ở bên dưới cái toilet nè để cho không ai biết, hiểu không? Đó, với lại là nó ở bên dưới căn hầm ở kế bên cái toilet chứ đâu phải là ở bên trong toilet đâu mà anh sợ. Chui xuống. Rồi, tìm mấy xúc. Trời ơi, cái này căn hầm này sạch sẽ đàng hoàng, hiểu không? Được xây thiết kế rồi là ngăn nắp đàng hoàng, hiểu không? Đó. Đây, vậy đây, vậy thấy không? Đây à, đây chính là cái khu căn cứ dưới lòng đất của em nè. Đây, mọi người nhìn nè. Đó, thấy đẹp không? Khu căn cứ cực kỳ đẹp luôn. À khoan, bây giờ để có thể biết được con yêu quái đó là yêu quái gì thì em cần phải sử dụng gọi là cái máy này để em biết nó là con yêu quái gì để em nhập dữ liệu của nó vô, nhập vô. Đó, mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Sau khi nhập dữ liệu vô xong thì con robot đã được hiện ở trên đây rồi các bạn ơi. Đó. Đây chính là con robot mà hồi nãy nó tấn công bọn mình nè. Để mình xem con này cái điểm yếu của nó là chỗ nào ta. Em hồi nãy em thấy á là nó bắn chúng ta từ trên cái áo giáp của nó có một cái lỗ trên đây nè. Nó bắn cái viên đạn ở từ cái lỗ này. Thì em nghĩ rằng chúng ta cần phải tiêu diệt nó bằng cách là chúng ta phải chế tạo một cây súng và bắn vô trong cái lỗ này để cho nó gọi là làm hư con robot này thì chúng ta mới tiêu diệt được bọn nó. Anh hiểu không? Hiểu. Ok. Đó, thì đây mình đang quan sát con robot nữa bạn ơi. Đó, đây là công nghệ tiên tiến. Nếu như bây giờ mà bộ ba bá đạo bọn mình á mà gọi là lấy được con robot này về ấy ha là bọn mình sẽ trở thành những người mạnh nhất luôn bạn ơi, cực kỳ mạnh luôn á nha. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chế tạo súng để gọi là giết mấy con này mới được. Ok. Mọi người đợi em xíu nha, em sẽ nhập dữ liệu vào đây và em sẽ chế tạo cho mỗi người cây súng. Nhập vô. 1 hour later. Hey, mấy bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã chế tạo xong rồi. Bây giờ chỉ cần bấm cái máy này cái là nó sẽ sản xuất ra một cây súng cực kỳ mạnh luôn. Ok, bấm nè. Súng màu xanh. Đó, súng này là súng của em nè. Đây, mọi người nhìn nè. Súng gì quay vậy? Nè, súng của em quay vòng tròn nè, thấy không? Ghê không? Nè, mấy bạn coi nè, súng của mình quay nè. Đó, quay vòng tròn nè, ghê không? Ghê không? Nè, nhìn nè, nó xoay nè. Đó, xoay nè, xoay đâu. Đó, để em bắn thử cho dịch coi nè. Mạnh không? Bùm. Ui trời ơi, mạnh quá. Mạnh cực kỳ mạnh luôn nha. Em bắn cái em còn có một máu luôn nè. Trời ơi, sắp chết rồi dịch ơi. Ok, không sao sao. Để em chế tạo cho Timmy với dịch cây nè. Bấm nè. Đó, cây này là cây của dịch nè. Adu. Súng màu vàng các bạn ơi. Xịn ghê luôn á trời. Uầy, đẹp. Đâu dịch thử xoay súng coi. Ui, xoay đẹp vậy. Xoay đẹp vậy. Ok rồi, tới lượt Timmy nè. Tới tôi. Đó, của Timmy á. Timmy lượm được chưa? Ở đây nè, lượm đi. Ui. Timmy cũng có súng nè bạn ơi. Ui đẹp vãi. Ui Timmy thử xoay súng coi. Đó, xịn không? Xoay súng nè. Đó, xoay súng nè. Anh em xoay súng coi. Anh em thử xoay súng coi. Xịn. Ok rồi. Ok mọi người ơi. Bây giờ thì bộ ba siêu nhân bọn mình ai cũng đã có một cái súng rất là mạnh rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại và tiêu diệt cái con yêu quái hồi nãy nha anh em. Đó, con robot hồi nãy nè. Bây giờ súng bọn mình đã có hết rồi. Ok, nẹt bộ đi thế nào anh em? Rồi, ok anh em ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại cái chỗ con robot hồi nãy nha. Hồi nãy nó láo quá, nó dám giết anh em mình. Bây giờ bọn mình sẽ quay lại bắn nó nha các bạn. Ở dịch, đừng có bắn tùm lum anh, cái súng này là mạnh lắm nha. Bắn trúng con nào là con đó chết luôn đó. Trời ơi, cẩn thận á, từ từ. Okay. Leo trên cao để mình tránh xa tầm nhìn của mấy con robot ra. Không thôi bọn nó tấn công bọn mình á. Leo lên cao. Đó, em sẽ leo đây nè. Rồi, ok, dịch, leo đây dịch. Lên đây. Ok. Để em xem coi, bây giờ chúng ta sẽ phải giết mấy con này bằng cách nào đây? Em nghĩ rằng chúng ta phải có một cái kế hoạch thật là hay. Đó chính là bọn mình sẽ chơi hội đồng, ba đứa mình sẽ bắn chết trước một con, sau đó bọn mình sẽ bắn thêm những con kia, mọi người chịu không? Chơi. Ok rồi, chúng ta cùng nhau đánh cái con ở bên bìa bên đây trước nha. Ok, qua đây. Mày mất công leo lên để rồi chạy lên gì vậy? Đúng rồi, mất công leo lên xong chạy xuống làm gì không á. Leo lên trên đó để bạn kế hoạch rồi mới xuống đây tấn công được. Ok. Em nó đánh ghê luôn vậy. Ok, bây giờ thì Timmy sẽ là người nhào lên đầu tiên đi. Tôi nhường con gái trước á, leo quýnh nó đi. Ủa sao phải nhường con gái, lấy hai ông phải bảo vệ tôi chứ tôi phải không xa lên vậy? Cái gì vậy? Sao dịch giết Timmy vậy? Trời ơi.
để anh. Ok, rồi dịch lên đi. Cố lên dịch, cố lên. Chạy bóng rồi ơi. Trời, chết queo dịch luôn. Rồi xong, dịch biết hành dịch quay á bạn ơi. Ok thôi, mình đứng từ xa mình bắn đi. Mày. Đây nè mày, bắn tao nè. Ây da, nó bắn em vậy thôi. Rồi xong, em chết luôn. Rồi ok. Trời ơi, cái con này mạnh quá bạn ơi. Mình đứng gần hay đứng xa gì nó cũng bắn được mình hết. Ôi nó chết rồi. Ok, còn tiếp theo. Còn bên đây. Chứ còn bây giờ. Ôi nó bắn kìa. Ôi khoan, từ từ đi. Đi vòng đi. Ơi mọi người ơi, bây giờ em nghĩ như thế này nè. Bây giờ chúng ta sẽ chơi chiến thuật như thế này. Là anh Dịch sẽ đứng bên đây, em sẽ đứng đằng sau nó, Timmy sẽ đứng ở phía trước nó để nó không biết tấn công người nào hết. Chúng ta sẽ bắn từ ba phía, hiểu không? À, tức là mình lan tỏa đúng không? Nên mỗi đúng rồi. Góc nè. Ok, mọi người một góc. Mọi người một góc. Ok. Em bên đây. Tôi xong lên chưa? Hả? Timmy qua bên đây nè, Timmy đứng bên kia. Trời ơi, tôi nói bên kia mà không nhớ. Ok. Timmy bên kia. Ơ thôi. Con này mê trai sao lấy được toàn đừng ngắm máy luôn. Trời ơi, thấy anh Dịch đẹp trai quá, nó ngắm anh Dịch á. Ok, Timmy đứng bên đó nha. Anh Dịch thì đứng bên kia. Ok, em đứng bên đây nè. Chuẩn bị chưa? 1 chuẩn bị rồi. 2 3 tấn công. Mày hả? Robot nè. Mày ha. Ơi trời, nó không biết bắn người nào hết đây em ơi. Nó không biết bắn người nào hết cho nên đứng im chỗ luôn rồi. mày hả mày? Ui. Chết rồi. Thành công rồi các bạn ơi. Thành công rồi, chúng ta đã giết được con tiếp theo rồi. Ok rồi, còn con cuối cùng nó đang đứng ở trên cái nóc nhà kìa. Con này thì mình phải giết nó bằng cách nào đây Dịch biết không? Con này à? Con này bây giờ đứng trên cao tầm quan sát, bây giờ của nó rộng lắm. Và bây giờ anh em phải gọi là sử dụng gọi là thú cưỡi. Mình chịu ôi ra thú cưỡi đi xong rồi vừa đi vừa bắn, mình mới chạy, mình mới lẻ được chứ không nó quan sát được mình đâu có núp được đâu. Ok rồi, vậy chịu hồi thú cưỡi nha. Em sẽ chịu hồi chịu hồi con mèo hả? Em sẽ chịu hồi con voi. Ok. Voi thần xuất hiện. Ok, vừa đi vừa bắn. Tiến lên. Ui nó bắn em kìa Dịch ơi, nó bắn em kìa. Ui nó đang tính bắn em kìa. Mày sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của voi thần hai bà chân. Rồi mày thì mày ui né mình né đạn anh em ơi, mình né đạn. Cái con này nó bình thường ta mong ơi, con qua chết đi. Cái con này hả? Ui chết rồi nè. Ui vậy là tiêu diệt được ba con robot này rồi bạn ơi. Ok rồi. Ok bạn ơi, và cuối cùng thì Hero Team bọn mình, à không phải nói đúng là bộ ba siêu nhân bọn mình đó, đã tiêu diệt được gọi là những con quái vật người ngoài hành tinh robot rồi anh em ơi. Và mình nghĩ rằng trong tập sau mình sẽ đem những con robot, những cái mảnh vụn của bọn nó về để mình chế tạo cho Hero Team bọn mình những con robot để bọn mình có thể cưỡi lên nó và bọn mình bắt đầu chiến đấu bằng những con robot luôn nha. Bạn nào muốn mình làm video như vậy á, muốn làm mình làm video chế tạo robot thì bạn đừng quên là hãy gọi là để lại cho video này đạt được 10.000 like nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch, Timmy TV cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Ok, và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bộ ba siêu nhân yêu anh em phải nồi. Bye bye.